Trước giác linh đường cố đại lão hòa thượng Dương Nhơn, phó pháp chủ kiêm giám luật hội đồng chứng minh, đoàn lãnh đạo trung ương đã dâng hương, mặc niệm và nhiễu kim quan, ghi sổ tang lưu niệm, tưởng nhớ đến vị giáo phẩm có nhiều đóng góp cho Phật giáo nói riêng và khối đại đoàn kết toàn dân tộc qua các giai đoạn lịch sử của đất nước. Phân ưu cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cũng gửi vòng hoa kính viếng. Thay mặt ban tang lễ, ban tổ chức lễ tang, Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Phó Ban điều hành ban tổ chức lễ tang đã có lời tri ân phái đoàn đã viếng tang, chia buồn cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng. Cũng trong sáng nay, đoàn công an tỉnh Sóc Trăng đại diện các tôn giáo cũng đến viếng tang cố đại lão hòa thượng Dương Nhơn, phó pháp chủ kiêm giám luật hội đồng chứng minh.